Hello, Ken Audio xin chào mừng anh chị các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Ken Audio. Đó thì em là Ken, chuyên về các cái bộ micro hát thu âm, livestream, mic karaoke và mixer lên phụ kiện công nghệ livestream thu âm. Đó thì anh chị các bạn có thể liên hệ với bên Ken Audio của em qua số hotline cũng như là số Zalo 0932 075 612. Đó. Thì nếu như anh chị bạn là lần đầu tiên vừa mới biết đến kênh Ken Audio của em thì hãy bấm vào đăng ký kênh nha, và nhấn vào cái chuông nữa để nhận thông báo mỗi khi mà bên em ra những cái video mới đó, giới thiệu các cái sản phẩm mới hoặc là chia sẻ hướng dẫn anh chị các bạn những cái cách thức về hát thu âm, livestream, karaoke. Rồi thì quay trở lại vấn đề chính ngày hôm nay. Thì hôm nay em làm cái video này á, thì như anh chị bạn thấy đây là tại sao em lại để hai con micro AT100 ở trên đây. Đó thì tức là hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị các bạn một cái bí quyết, cách mà mình nhìn ra được đâu là một con mic AT100 hàng chuẩn hay cũng có thể nói là hàng loại 1 hay cũng có thể gọi là hàng chính hãng ha, và đâu là một con mic AT100 hàng nhái, hàng phát, hàng không phải chính hãng. Đó, để mà mình biết cách mà mình nhận biết cho chính xác nhất, chuẩn nhất. Thì em cũng xin nói luôn ha, bên em trước giờ chỉ toàn là bán mic AT100 hàng loại 1 thôi. Đó, nên cái giá của nó có thể là nó sẽ hơi cao hơn so với những cái hàng, tất nhiên là giá sẽ phải hàng chuẩn, hàng chính hãng lúc nào nó cũng phải nhỉnh hơn, cao hơn một chút so với những cái mic mà hàng phát như thế này ha. Bên em lấy con mic này về để làm gì? Để chứng minh là bên em vẫn có thể lấy được những cái loại mà loại hàng phát như vậy về để bán, nhưng mà bên em không có làm cái điều đó, bởi vì bên em trước giờ chỉ thích và cũng chỉ muốn và luôn đặt vào cái tâm thế của khách hàng, đó là muốn mua được những cái mặt hàng, những cái loại hàng mà hàng chuẩn. Rồi thì hôm nay á, em sẽ hướng dẫn cho anh chị bạn cách mà mình nhận biết nhanh nhất từ cái nhìn anh chị các bạn có thể nhìn sơ qua cái hình thức bên ngoài cho đến phân biệt cho anh chị các bạn á, là em sẽ bung cái em chấp nhận hy sinh ha, em sẽ bung cái phụ kiện bên trong để dòm xem giữa hai con này nó có gì khác nhau luôn nha anh chị các bạn. Đó, rất là chi tiết luôn. Anh chị các bạn nhớ xem hết video này, và nếu như cảm thấy hay và thích thì hãy cho em một cái lời gửi một cái lời cảm ơn cũng được, hoặc là một cái lời động viên ha, để em tiếp tục chia sẻ đến chị các bạn những cái giá trị có ích, giúp ích cho anh chị các bạn trong cái lĩnh vực mà mình đam mê chơi về hát karaoke, hát thu âm, livestream. Rồi không nói gì nữa, bây giờ em vào vấn đề chính luôn nha anh chị các bạn. Rồi thì bây giờ cái đầu tiên á là em sẽ chỉ luôn cho anh chị các bạn biết đâu là cái hàng chính hãng và đâu là đang là cái hàng nhái ha. Đây, bên tay phải của em là hàng chính hãng. Rồi thì đây, bên tay trái của em á, từ cái hộp cho đến con mic đây là hàng phát. Còn bên tay phải của em cái hộp này và cái con mic này là hàng chính hãng, hàng chuẩn 100%. Rồi thì nếu như mà em không có nói á, thì anh chị các bạn nhìn á, mình thoạt nhìn qua mình sẽ không biết được, mình sẽ không phân biệt được ha. Nhìn nó rất là giống y chang nhau hết anh chị bạn. Đó. Nhưng mà anh chị các bạn nếu mà để ý kỹ thì biết, tại vì có một cái con hàng chính hãng á, để cái hôm nay thì mình mới thấy được một cái sự khác biệt. Chứ còn không bình thường á, mình chỉ cầm, ví dụ cầm một cái con này thôi thì mình sẽ không có thấy được cái sự khác biệt đâu. Đây anh chị bạn thấy là đây, cái chữ đây nó cũng in rất là to hơn so với cái chữ của bên cái hàng chính hãng người ta làm anh chị bạn. Này, để em cầm lên đây nè, em kê vô. Đó. Đó anh chị bạn thấy không? Đó. Và đó, cái chữ, ngay cả cái tên thương hiệu AT100 á, nhìn nó bên hàng nhái nữa nè, nó làm cũng rất là to. Và cái màu chữ của nó cũng rất là đậm ha. Đó, nhưng mà nhìn như vậy thì anh chị các bạn cũng vẫn chưa phân biệt ra được đâu ha. Lát nữa từ từ em sẽ tung ra những cái tuyệt chiêu để anh chị các bạn nhìn một phát là biết được ngay luôn, không cần phải nói gì nhiều hết. Rồi sơ đi, tại vì mấy con này nó tròn quá, nó lăn. Rồi bây giờ á, giả dụ anh chị bạn nhận một con mít đi ha. Đó, nhận một con mít ra. Rồi anh chị các bạn mở ra lấy rồi xong đúng không? Anh chị các bạn đưa lòng lấy tiếp cái hộp của nó nè. Anh chị các bạn lật phía hai bên hông. Đây anh chị bạn lật tìm cho đến khi mà nó có ngay cái khúc ngay cái mã vạch ngay đây nè. Đây anh chị các bạn dòm. Nếu như mà nó đúng là hàng chính hãng á, thì ở ngay đây nó sẽ có dán một cái mã vạch. Cái mã vạch, một cái gọi là sao ta, không phải mã vạch nữa mà là gọi là một cái số series. Cái số series của mã sản phẩm đây, nó sẽ tương ứng với con này, với cái số trên đây nó sẽ giống. Ví dụ như cái số ở đây á, là mấy cái số cuối nè, anh chị bạn thấy không, số cuối của nó là 00304. Đây số cuối nè, 00304, thì ở trên đây nó sẽ cũng phải có một cái dãy số ở đây, xong rồi số cuối của nó cũng sẽ phải là 00304. Đó, một cái số series nó sẽ nằm ở đây. Đó là cái cách nhận biết nhanh nhất đầu tiên. Trên cái con hàng nhái này không có, trên con hàng phát này không có nè anh chị bạn. Rồi để em thử coi bên con hàng chính hãng nha. Đây hàng chính hãng nào, đây anh chị bạn xoay nè, đây anh chị bạn thấy, xoay bên mặt bên đây, đây nó vừa có cái mã vạch ở cái vạch gạch đây nè, và vừa có cái số series sản phẩm đây luôn. Rồi bây giờ em bắt đầu xoay nè. Đó anh chị các bạn thấy không, đây là cái con mít hàng chính hãng nè anh chị bạn. Anh chị bạn thấy nè, đây cái số mã series của nó là 1600, thì ở trên đây của nó cái số cuối cũng là 1600 nè anh chị bạn. Đó 1600, bên đây cũng 1600. Đó là con hàng chính hãng. Đó là cái cách mà cho anh chị các bạn nhận biết nhanh nhất khi mà mình nhìn qua vỏ hộp ha. Nếu như mà nó đã đạt được cái tiêu chí này ấy, thì khả năng rất là cao 90% là cái em mít này là hàng chính hãng rồi nha anh chị các bạn. Rồi tiếp theo nữa thì em sẽ giúp cho anh chị các bạn nhận biết. Đây tiếp theo á, em sẽ đưa hai con sát vào nhau luôn để anh chị các bạn nhìn coi nó có thấy cái sự khác biệt gì không. Đó, để xa xa nè cho đến để gần cận nè. Đó, rồi bây giờ em sẽ chỉ ra từng cái điểm khác biệt cho anh chị các bạn thấy ha. Đây là con chính hãng. Cái thứ nhất anh chị các bạn thấy trên cái đây em để nghe anh chị các bạn sẽ thấy nè. Anh chị các bạn thấy cái mặt trên cái mặt này của con hàng phát á, anh chị thấy cái lá cắt của nó rất là thẳng, giống như là kiểu như là nó chỉ có thể chém một cái đường cắt xuống như vậy thôi. Còn á, cái con hàng chính hãng anh chị các bạn thấy không, nó làm bo tròn anh chị các bạn, làm nhìn nó cái đường nó rất là mượt, mà nhìn nó rất là mượt ha. Thì cái công nghệ mà để mình làm được như vậy á, thì nó sẽ đòi hỏi cái công nghệ nó phải cao hơn thì mình mới làm ra. Nó nhìn nó cũng cắt nhưng mà nhìn nó bo tròn, nhìn nó tròn trịa. Còn cái đây là cái lát cắt á, nó chỉ đơn giản là cắt một phát thôi. Đây cái mặt cắt của nó nè. Đó, rồi còn trên ở những cái đầu ở đây, trên những cái đầu đây nó cũng bo tròn. Đó, còn trên cái phần ở trên đây nè anh chị các bạn cũng thấy nè. Ở trên này thì nó là chỉ là những cái cạnh vuông như thế này đây, góc nhọn như vậy nè. Đó, còn cái trên cái đầu này khi mà mình nhìn á, anh chị các bạn sẽ thấy nó bo tròn, nó bo tròn rất là đẹp. Đó, nhìn nó rất là tinh xảo ha, nó làm rất là tinh xảo. Còn ở đây thì nó tay nghề nó chưa có được lên tới đó, thì mình nhìn thấy nó có vẻ như là ở những cái góc này nè anh chị bạn thấy, nó kiểu như nó nhọn nhọn, nó hơi vuông, chứ nhìn như vậy nó không có được tròn trịa nè anh chị thấy không. Còn bên đây hàng chính hãng nè, nó tròn trịa. Còn con này ở những cái góc đây Đó, góc này là nó bo tròn nè, đây em kê vô vậy anh chị bạn thấy là cái góc này thì nó bo tròn, còn cái góc này á là kiểu nó hơi nhọn ra nè. Đó là xoay cái mặt cái lá cắt, cái lá cắt ở ngay đây là nhìn thấy rõ nhất nè, em xoay nè. Đó anh chị bạn thấy không, ở đây nó lá cắt của nó nhìn nó cắt nó thẳng thôi, còn bên đây á là nó cắt kiểu nó hơi bo vô, nó cắt nó bo tròn vô cho mình nhìn nó đẹp hơn. Đó thì đó là hai cái dấu hiệu mà mình nhìn và nhận biết được chính xác nhất. Rồi lát nữa em sẽ thử bung cái bên trong giữa con chính hãng và con hàng phát đây, coi cái nội thất, cái cấu tạo bên trong, cái bao mạch của nó sẽ như khác nhau như thế nào nha. À, và còn một cái nữa là đây anh chị bạn thấy là cái lưới, cái đầu lưới ở trên này á, ở cái con hàng phát á, nó đang rất là thưa anh chị bạn. Đây anh chị bạn nhìn thấy nó đang rất là thưa, còn cái con hàng chính hãng á, nó đang á, rất là khít, nó đang rất là liền với nhau nè anh chị bạn. Đây để vô như vậy là nhìn thấy là biết liền ha. Đó anh chị bạn có thể khi mà mua thì có thể cầm luôn cái điện thoại của em mở ra xem những cái dấu hiệu, còn không thì em xem xong qua một lần là sẽ biết được ngay, nhìn là phân biệt được ngay ha. Đây là con hàng phát nè. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành mở thử ra nha. Rồi thì anh chị các bạn để ý nè, cái con hàng chính hãng á, tức là em sẽ cầm bên phía bên tay phải ha, tức là cái điều lẽ phải ha. Con chính hãng thì tượng trưng cho điều lẽ phải thì em sẽ cầm bên phía bên tay phải nè. Đây, còn cái con hàng phát thì em sẽ cầm phía bên tay trái. Đó. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành em bạn con ốc. À cái này á, thì em khuyến cáo là anh chị mua hàng ở bất kỳ đâu cũng vậy thôi anh chị bạn, tức là người ta sẽ không thể nào mà cho anh chị các bạn mở ốc bung đồ của người ta ra đâu ha. Thì cái cách mà khi nãy á, em hướng dẫn á, đó là rất là tối ưu rồi anh chị bạn, cứ dùm thế đó là có thể phân biệt được hàng AT100, hàng chính hãng và hàng phát thôi. Còn cái này là em làm thêm chi tiết thêm đó để anh chị các bạn xem thêm thôi nha, chứ không khuyến khích là anh chị các bạn dù sao thì nói chung thì hàng của người ta là hàng phát AT100, nhưng mà người ta anh chị các bạn để nguyên cho người ta, ví dụ anh chị bạn không lấy thì anh chị bạn gửi lại cho người ta để người ta có thể bán lại cho người khác ha, thì người ta vẫn con biết nó vẫn xài được. Nhưng mà anh chị các bạn đừng có, nhiều chỗ nó không chịu anh chị bạn, khi mà bung hàng ra của người ta rồi là người ta không có chịu mà bảo hành hay là không có chịu mà trả tiền lại cho anh chị các bạn đâu nha. Cái này em không có khuyến khích anh chị các bạn mở ra nha, em làm em trong nghề thì em mở ra thôi. Đó, tại vì sở dĩ em nghĩ nói chung người ta nói như vậy gì người ta cũng đánh vào tâm lý, cũng xuất phát từ anh chị các bạn khách hàng thôi, tức là mình ham rẻ, mình thích rẻ, thì nên là nó mới những cái người ta bán hàng mà người ta nói chung là người ta không có tâm á, thì người ta cứ với bộ nói người ta lấy cái hàng loại hai, hàng phát như vậy, thay vì cái hàng chính hãng của nó thì giá nó cao hơn vài 300 đúng không, cái giá cao hơn 200 mấy, gần 300 ngàn. Đó thì bây giờ nói bộ nói là hàng chính hãng nhưng mà cái giá thì nó rẻ hơn, nó vài 300, thì tất nhiên là nó sẽ đánh vào tâm lý anh chị các bạn khách hàng mình thích. Đó, nhiều khi mình cũng không có, mình trách thì cũng trách cả đôi bên thôi. Đó, cũng do xuất phát từ anh chị cái hàng mình cũng thích ha, thích hàng rẻ, thì nên là bây giờ nó mới dùng cái chiêu đó. Thì nó nói là hàng AT100 chính hãng nhưng mà thật ra thì nó lấy hàng phát cho anh chị các bạn mà giá thì rẻ. Rồi bây giờ xong rồi nè, em đã mở xem cái củ mít ở trên đây ra thôi. Đây, bây giờ em để nó ở đây nha. Cái này em bỏ qua một bên. Rồi tiếp theo em mở tiếp cái con này ra là con chính hãng nha anh chị bạn. Đây em chấp nhận hy sinh mở một em chính hãng ra. Rồi xong. Rồi bây giờ em sẽ mở ở đây. Ồ cái con bên này nó còn con bên này nó làm bắt ốc chính lên vô thêm trên cái cục đây luôn anh chị bạn. Con chính hãng á thì là phải mở thêm một cặp nữa, còn cái con hàng phát là chỉ cần mở mấy con ốc ở ngoài đây bung ra cái là đã thấy ở đây rồi. Đây tức là phải mở thêm mấy con ốc ở đây nữa anh chị bạn. Cái này em không khuyến cáo chỉ các bạn nhà mình mở ra nha, mình mở ra không rành mất công là nó đứt hư. Rồi sau khi mở ốc xong rồi bây giờ em sẽ tiến hành rút nó ra nha. Đây, đây chị bạn nhìn cái đầu cái củ mít, theo như mà dân trong nghề thì người ta sẽ nói đây là cái củ mít anh chị bạn. Nhìn là nó sẽ có cái sự khác biệt liền. Đây, cái củ mít của con hàng phát bên này thật ra nó cũng chỉ là giống với cái củ mít của cái con mít BM900 thôi anh chị bạn. Đây nè, đây nhỏ như đây thôi nè. Đó, thì thật ra nó cũng chỉ giống cái củ mít của con BM900 thôi. Đó, còn cái con hàng chính hãng của người ta nè anh chị bạn, củ mít của nó nè, cái này mà nó làm giống như bằng tráng gương luôn anh chị bạn. Đây có thể soi được thấy cái tay em trong này luôn nè. Đó, đây còn mặt sau của nó nè, mặt sau rồi làm rất là tinh vi anh chị bạn. Nó có cái lớp gì trong trong ở đây nữa anh chị bạn, để mà nó lọc tiếng của mình đó anh chị bạn, lọc cái tiếng hát của mình nghe ra cho nó, cho nó hay, cho nó trong trẻo, cho nó chắc, cho nó ấm gì đó ha. Đó, cái củ mít của nó đây đó, nhìn là khác liền. Rồi, đó là xong cái video mà em đã hướng dẫn cho anh chị các bạn cách nhận biết từ cái cách nhìn ở bên ngoài, rồi nhìn một phát là biết được ngay. Rồi thì vừa rồi là em đã hướng dẫn cho anh chị các bạn từ cái cách mà mình phân biệt được mic AT100 hàng chính hãng và hàng nhái là như thế nào, từ cái cách mình có thể nhìn được cái bên ngoài, nhìn một phát là mình có thể biết được ngay đó, không cần phải dùng ốc vít mở cái gì của nó ra hết. Nhưng mà do em muốn làm chi tiết ha, thì em mới mở nó ra để mà cho anh chị các bạn xem được một cái sự khác biệt rõ rệt nhất. Đó, thì cái cách mà bung những con ốc của nó ra như vậy thì em không có khuyến cáo anh chị các bạn làm ở nhà nha. Đó, chứ mất công anh chị bạn không biết không rành rồi đó, đang xài bình thường mất công mà nó lại hư nữa, anh chị bạn không biết cách khắc phục. Mà những cái mic mà cho dù ở những cái shop khác mà anh chị các bạn bung hàng của người ta ra như vậy rồi thì nó sẽ không có bảo hành cho anh chị các bạn đâu ha. Đó, thì anh chị các bạn tốt nhất là nên xem cái cách mà em chỉ nhận biết ở phía ở bên ngoài á, khi mà mình nhận hàng mình được xem hàng á, đó mình xem là mình có thể biết được liền rồi, không cần phải bung mấy con ốc này ra đâu. Rồi, nếu như mà anh chị bạn xem đến đây mà cảm thấy video của em hay, có ích thì hãy nhớ cho em một like nè, rồi có thể để lại một cái lời cảm ơn ha. Hoặc là và nếu như mà anh chị bạn nào chưa bấm đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký kênh, bấm vào cái chuông nữa để nhận thông báo mỗi khi mà bên em ra video mới ha. Rồi cũng rất cảm ơn anh chị các bạn đã luôn tin tưởng và ủng hộ bên shop Ken Audio của em. Thì anh chị bạn nào cần những cái bộ micro hát thu âm livestream hàng chất lượng, hàng chuẩn, hàng tốt, hoặc cần tư vấn cho mình những cái bộ mà hát phù hợp nhất thì có thể liên hệ với bên Ken Audio của em qua số hotline, cũng như là có thể kết bạn Zalo với số điện thoại nè 0932 075 612. Đó. Rồi, xin chúc anh chị các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công. Rồi xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau.